đêm về thôi, chỉ khoe hương sắc giữa trăng muộn. Cánh hoa mộng manh trắng trắng đến vô ngần, đẹp nhưng sao ngăn nguội vô thường. Mùi hương bay theo gió có vơi đến nơi phương xa vời vợi, tìm dùm một ngày hạnh phúc thôi. Vì sao dòng có mãi kêu đến đau thương vơi đầy trong tim, để giọt lệ buồn một kiếp hoa. Nắng dần lên đóa hoa cùng dần phai, còn lại cánh sơ xác dưới mái hiên. Những giọt sương đêm cũng tan dưới mặt trời. Vì sao hạnh phúc mãi trốn tìm? Cái thằng chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng rồi. Con tắm sông đảo chờ luôn. Vậy hả? Ướt nhẹp hết trơn. Ủa đại ca mày với chú Nâu mày đâu? Đâu rồi con? Dạ ở ngoài á. Ông nội. Sao lội đã không? Dạ chưa, chiều nay á con ra ngoài bơi thêm mấy vòng nữa cho biết bơi luôn. Thiệt. Dạ thôi, để em thay đồ rồi em vô thắp nhang cho bác. Ừ, đi đi. Hai đứa cũng vậy, vô coi thay đồ đi. Rồi tắm rửa lại sạch sẽ đi, rồi chờ nhang tàn ra ăn cơm luôn. Dạ. Phải à, thôi vô tắm rửa thay đồ rồi con. Ngồi đây. Ê, mày coi giùm tao coi. Nãy giờ có cái gì nó nhột nhột trên cổ tao hoài nè. Khó chịu quá. Ý, con gì ghê quá à. Con gì, thì mày bắt ra giùm tao coi. Thôi. Ghê quá, tôi không dám bắt ra đâu. Thằng này nhát ghê vậy. Dạ, đâu, gì đâu, đâu à, đưa ông coi coi. Đâu. Chết cha, bị đĩa đeo rồi. Đâu đâu, con coi. Đó, thấy không? Trời đất ơi, tía, nguyên con đĩa bự chảng luôn tía. Vậy ha, trời đất ơi. Trời đất ơi. Đâu, cho con coi với. Nè. Ý, ghê quá à. Thôi để con đem ra làm sao con bỏ nó vô trong bếp nha. Phải à. Ây da. Nè đưa ông coi. Trời đất ơi. Nè, không sao đâu. Bị gì vậy đâu? Dạ em bị đĩa đeo. Sao máu nhiều vậy nè? Rồi đĩa đeo vậy mà không cầm máu á, là máu nó cứ chảy hoài à. Giờ sao tiếp? Thôi bây giờ ra mấy hiên rồi hái mấy cái lá sống đời á, rồi nhai rồi mới đem đắp cầm máu cho nó, thấy không? Dạ. Thôi để tía đi cho. Ủa sao rồi, sao rồi? Ủa tía đâu rồi? Dạ tía ra hái mấy cái lá sống đời để đắp cầm máu cho con Nâu rồi. Đây đây, đưa đây tía. Rồi đây nè, nhai đi rồi đắp rồi cầm máu cho nó. Sợi dây chuyền này mà sao con lại có sợi dây chuyền này? Dạ con. Anh hai, có chuyện gì vậy? Phải à, có chuyện gì mà mày lại sửng sốt dữ vậy tranh? Tía, sợi dây chuyền này là sợi dây chuyền của bé Ba đó tía. Ủa, có thể vậy không? Anh hai, anh có nhìn lộn không vậy?
làm sao mà lộn được. Đây nè, coi coi, hai cái giống y chang. Nè Thiết, coi coi. Giống thiệt mà. Dạ. Giống thiệt. Dạ. Trời, y chang hả? Má ơi, hôm nay là ngày giỗ của má. Có phải má vuông vũi cho con tìm được lại em gái con không vậy má? Chuyện này là sao hả Tranh? Năm đó con 15 tuổi. Vô nào. Một, hai, ba. Ủa sao kỳ, ủa sao cứng vậy ta? Tranh. Ủa, Tía. Chào chú. Ê, thôi mấy tụi bay về nhà chơi đi. Hôm nay Tía tao ở nhà, tao chơi với Tía. Bữa khác tao chơi với tụi bay. Vậy nha. Về nha. Con xách đồ giùm Tía nha. Này con. Ủa, má với em con đâu rồi? Dạ, má con ẵm bé Ba qua về chính cắt lễ rồi. Ủa sao vậy? Con bé Ba nó bị sao? Nó bị sốt á Tía. À mà Tía, Tía về á, Tía có mua quà gì cho con không? Ừ, có. Thôi, đi vô đây với Tía nè. Dạ. Ngồi xuống đây đi Tía. Ừ. Đây, Tư Cả gửi cái này cho hai anh em con. Gì vậy Tía? À, đây là tượng Phật bình an. Ờ, để tí đeo cho con nghe. Dạ. Cái này đẹp quá ha Tía. Ừ. Nó đẹp chưa? Giữ kỹ nghe con. Dạ cảm ơn Tía. À, con nè, còn cái này để dành cho em con. Dạ. Cảm ơn Tía. Ừ, rồi. Tí với chú Tâm, coi kỹ lại giùm coi, có phải hai sợi dây chuyền này giống y chang nhau không? Quá giống anh hai à. Vậy có nghĩa là nếu tìm được ai là chủ nhân của sợi dây chuyền này thì người đó chính là... Phải, người đó chính là con bé Ba, em gái của tôi á. Chú ơi, chú biết cổ không? Tôi biết cổ. Chú biết hả? Chú biết con bé Ba em gái của tôi hả? Nó ở đâu vậy chú? Tía Ma ơi, con sắp tìm được em gái của con rồi. Má lên thiên, cho nên má chỉ đường dẫn lối cho chú Tâm về đây phải không má? Cảm ơn má. Vậy quá rồi. Vậy là ông trời có mắt mà. Chú Tâm, chú mau dẫn tôi đi gặp con bé Ba đi. Nếu được thì bữa nay là ngày giỗ của má tôi. Tôi sẽ dắt nó về, tôi kêu nó thắp nhang ra mắt má tôi. Chú đứng đây chú. Dạ. Chờ tôi chút nha. Tôi vô. Dạ. Tôi lấy đồ. Nè, đi liền. Tâm à, đi với nó đi con. Ủa, vậy là bây giờ mình phải về Sài Gòn hả? Chứ sao nữa. Ủa mà đại ca, sao đại ca biết mặt em gái chú Hai Chanh? Nếu quả thật Thu là em gái của anh Hai Tranh thì không biết họ vui hay họ buồn khi gặp lại nhau nữa. Cô Hương, cô Hương. Ừ. Nói nghe nè. Có gì không chị Tư? Tôi hỏi cô chuyện này, cô đừng nói tôi nhiều chuyện nha không. Ừ, nhưng mà có chuyện gì vậy? Ừ, mấy bữa nay ông xã cô đâu sao không thấy? Ừ. Ủa, ông xã nào vậy chị? Cái chú mà bữa hôm phụ cô dọn nhà đó. Có phải là... Dạ không ạ. Đó là hàng xóm cũ của em. Anh chị phụ giúp em dọn nhà thôi chị à.
Không phải chồng của em đâu. Thì ra là vậy. Dạ, nhưng mà sao chị lại hỏi vậy? Không, tại vì mấy bữa nay á, tôi thấy có hai ba người đàn ông á, cứ lẩn giỡn hỏi thăm chỗ ở của cô. Hỏi tôi hả? Chị có lộn với ai không vậy? Tôi đâu có quen biết ai đâu. Cô yên tâm đi, tôi không phải là người nhiều chuyện đâu. Cái khu này hả, nhiều thành phần lắm đó. Nhiều cặp có trốn gia đình lên đây ở. Rồi còn có bữa vợ chồng hai bên á, đánh ghen á, sùm lên đó. Nhưng chị nói với tôi chuyện này để làm gì vậy? Ơi, không có ý gì đâu. Nhưng mà tôi nhắc cô đề phòng cửa nẻo cho nó cẩn thận. Nhiều khi mấy cái thằng hút chích á, nó biết cô mới dọn tới, nó dàn cảnh, hỏi tới hỏi lui, hỏi dò tình hình cô đó. Ủa chị, bộ ở đây có nhiều con nghiện lắm hả chị? Không, khu bên kia kìa. Mà tụi nó cũng hay lén lút qua bên này lắm đó. Cô phải cẩn thận đó nha. Dạ, em cảm ơn chị. Vậy nha, tôi về à. Là ai kiếm mình? Có khi nào là anh Tâm mà chị Tư không nhớ mặt nên nghĩ là người khác? Không lẽ thằng Mèo hay ông Lô đã biết được chỗ ở của mình? Có khi nào... Alo, tôi nghe nè bà Hương. Nè, mày có để lộ cho ông Lô biết chỗ tao ở không giờ? Trời ơi, bà bị khùng hả? Má tôi còn chưa nói, mắc gì nói với thằng chả. Ừ, nè, mày nhớ nói thằng Nâu đó nha. Đừng nói cho ai biết chỗ tao ở nghe. Biết rồi, thằng Nâu nó cũng khôn lắm, bà yên tâm đi. Hình như ông Tâm không có nói cho dì Ba Hủ Tiếu biết. Tôi sợ bà đi lòng vòng rồi kể lung tung nữa. Vậy hả? Ủa, nhưng mà bà có chuyện gì hả? Không có. Ta dặn hờ cho chắc thôi mà. Để tôi quẩn quẩn rồi tôi ghé thăm bà. Vậy thôi nha. Có khi nào dì bà nói cho thằng cha Mèo biết không ta? Hương ơi, Hương! Hương ơi! Có phải phòng Hương bán cà phê ở đây không? Lộn phòng rồi anh, không phải đâu. Ma! Phòng của nó đâu vậy ta? Hương ơi! Hương ơi Hương! Chắc là mấy người này đi kiếm nên chị Tư tập quá hiểu lầm kiếm mình đây mà. Vô đi anh hai. Anh ngồi nghỉ mệt, uống miếng nước đi. Để tôi gọi điện thoại cho cổ rồi mình qua bển luôn. Thôi, nước nôi gì. Hay là mình đi luôn đi chú. Trời ơi, lên tới đây rồi mà anh còn lo gì mà không tới nữa. Nhà cổ gần đây không chú? Dạ cũng gần. Hay là mình đi bây giờ đi, tôi sốt ruột lắm. Dạ. Mình có nên nói cho anh Tranh biết trước về hoàn cảnh của tôi hiện tại hay không ta? Chú Tâm, mình đi nghe. Dạ. Yeah.
Anh, tới chỗ của cổ rồi. Ủa sao tới quán nhậu chi vậy? À, không phải, đây là quán của cổ. Ủa, bé Ba mở quán nhậu hả? Phải. Thôi kệ, nó có thân mình à, miễn đừng đối khổ là được rồi. Dạ, mời anh vô trong. Tôi không phải tới nhậu, cô Thu có ở đây không? À, chỉ đi qua biên giới đánh bài rồi, mai rồi tới. Ủa, cô nói ai đánh bài vậy? Từ từ tôi sẽ nói cho anh hiểu nha. Chà, để nồi đậu từ chiều giờ mình tưởng nó sượng, ai về ngon quá. Chút đường vô bà nội bà thích liền à. Chết mẹ tôi rồi. Bà nội ăn bà ghiền đó, bảo đảm luôn. Mai mà Mai. Cái thằng này, tao với bếp nè, mày làm gì kêu sùm với cháy nhà vậy? Má. Gì? Má có thấy mấy bịch đường tôi giấu phòng lơ không? Ủa, của mày hả? Tao tưởng của Hương, tao chửi nó chiều tới giờ á. Vậy là má lấy hả? Tao lấy, đang nấu chè cho bà nội mày ăn. Hết đường, tao phải chạy vô chổng lấy đổ nồi này nè. Gì? Hai bịch đường của tôi đâu? Đổ trong nồi một bịch, còn bịch trong này nè. Gì à? Gì làm ghê vậy? Trời ơi, chết tôi rồi. Gì chết? Buông ra. Gì à? Mày đem đi đâu? Đem đi đâu? Trời ơi, cái thằng quỷ. Trời đất ơi, mày đem đi đâu vậy? Nồi chè tao nấu từ chiều giờ cho bà nội mày ăn, giờ mày đem mày đổ. Trời ơi, con cái gì kỳ vậy? Có một bịch đường mày đem mày đổ nồi chè của tao hả? Trời ơi, mày phá nhà hả mày? Có một bịch đường mày làm thấy ghê quá. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, cái bịch đường của tôi á. Vậy là làm sao? Mày đừng diễn giải dài dòng quá. Nó quý hơn bịch đường. Trời ơi, quý hơn bịch đường. Đường là đường chứ gì mà quý. Tôi cấm bà nha, mai mốt đồ của tôi là không được đụng vô nha. Bà đụng vô đồ của tôi lần nữa là tôi đốt cái nhà cho bà coi. Gì đốt nhà? Cái thằng trời đánh. Trời ơi, con cái kỳ vậy? Có bịch đường mà đòi đốt nhà hả? Ai đẻ ra mày? Giờ có bịch đường rồi mày chửi em mày. Mày đi đi. Mày ra khỏi nhà đi. Mày đừng về nhà nữa. Đồ quậy. Hôm nay em làm có mệt không? Dạ mệt. Đây anh sẽ gọi món ăn ngon cho em á. Em cảm ơn anh nha. Anh đi. Dạ. Thôi anh đừng trách mình nữa. Số phận cả anh à. Nếu mà hồi đó tôi không ham chơi, bỏ lạc con nhỏ, thì cuộc đời nó đâu có long đong lận đận như bây giờ. Nếu trách thì tôi thấy tôi cũng có lỗi với Thu. Chú nói vậy là sao? Tại tôi quá nghèo. Vậy là... Phải. Ngày trước tôi và Thu thương nhau. Tại tôi nghèo quá nên cô bỏ đi theo người khác. Không ngờ cuộc đời con bé Ba lại trôi dạt tới đây. Bao nhiêu năm trời lặn lội tìm nó, bây giờ biết tin nó. Tôi không biết là bây giờ tôi vui hay là buồn nữa. Thu không phải là người tác tệ, chỉ là... Nó có tác tệ thì cũng do lỗi ở tôi một phần. Thân gái một mình, không người thân thích. Tôi thương nó hơn là giận. Phải chi các mối quan hệ tình thân ruột rà nào mà cũng như anh, thì con người sẽ không bị lầm lạc. Bây giờ tôi biết vì sao chú thương tụi thằng Nâu thằng Lem rồi. Mày làm gì lục đục trên mấy nhà của tao mày? Ông làm gì rình mò tôi như ma vậy? Nè, chỗ này là chỗ của tao. Tao chưa chửi mày là may lắm rồi. Mày còn già hỏng hả mày? Ủa, chỗ gì chỗ của ông? Ở đây mấy nhà? Ông chiếm dụng, ông lên mặt hả? Mày đã ra tù rồi mà còn chưa sửa đổi hả mày? Nè,
Hôm nay tôi đang quê nha, kiếm chuyện là tôi quậy banh cái nhà này luôn á. La cái gì? Đừng có la. Có gì đâu mà la. Ông, tại sao? Tại sao ông vô được đây? Đã nói đừng có la à. Anh đã nói với cưng rồi, cưng trốn ở đâu anh cũng mò tới hết. Trốn chi cho cực vậy hả? Ông, ông mà còn bước tới là tôi la lên đó. Em không được có la, mà nếu có la là phải la cho lớn. La thoải mái đi, khu này công nhân đi làm hết rồi. Em có la tới khuya quả mai nó không tăng ca thì nó nghe cưng la nữa. Tôi lạy ông mà, mắc gì ông theo tôi hoài vậy? Tôi đâu có nợ nần với ông đâu. Ai nói không nợ? Tôi nợ với ông chứ. Có nợ thì ông lơ ông nợ, ông xuống đó mà đòi. Chưa gì đã trù anh chết rồi. Anh đâu có ngu. Còn em, nợ tiền thì không, mà nợ tình thì có. Tình duyên từ kia trước biết không cưng. Buông tôi ra, tôi la lên bây giờ. Không bao giờ. Là cái gì? Tình yêu mà hả? Có ai rảnh hơi đâu mà xía vào chuyện tình yêu của người khác. Tránh ra. Hương à, em đừng có la nữa. Anh hứa với em, anh không có giống như thằng lơ chồng của em đâu. Anh là người rất biết thương hoa tiếc ngọc. Em làm gì mà cứ rào quân sợ quân gì, không có thoát đâu hả? Tránh ra đi, tôi lạy ông mà, tránh ra đi. Em về với em, anh sẽ hứa lo cho em từ A tới Z. Anh sẽ mở cho em một tiệm uống tóc đàng hoàng. Anh không để cho em đi mưa đi nắng gì đâu, hiểu chưa? Chịu anh đi. Anh Mèo ơi, tôi xin anh đó. Anh đã tình chồng sống với chị ba, anh tha cho tôi đi mà. Tha cái gì? Tôi lo cho bản thân tôi được mà. Đó. Anh thương em, cho nên anh muốn che chở cho em. Em cứ như vậy thì thằng Lô nó có chịu để yên cho em không? Hay là em cứ để anh bảo bọc em? Thôi mà cưng, đừng có giãy dụa nữa. Anh đã nói rồi, anh không hơn thằng chồng duy nhất của em sao hả? Thì em đi nè.
Ông Mèo, tôi lại với mà ông Mèo. Thôi, chạy có thoát đâu mà chạy. Ngoan đi nha. Anh hứa với em mà, anh không coi em là gái qua đường sau chuyện rồi bỏ đâu. Ông Mèo, ông mà sống tới nữa là tôi liều mạng với ông đó. Em có vẻ khoái bạo lực quá ha. Có ghen thì đâm đi. Đâm, đâm thì phải đâm ngay đây nè, đâm ngay tim mới chết được. Đừng ép tôi mà, làm ơn làm phước tha cho tôi đi mà. Đừng có ép tôi. Tha cái gì mà tha, anh thương em thiệt tình mà. Sao không chịu hả? Không chịu thì đâm đi, đâm đi. Nghe có người nói là có tiếng la hét trong phòng cô Hương á, cho nên tới coi có chuyện gì không. Nó đi tắm rồi. Vậy hả? Vậy mà có người nói có tiếng la sùm trong cái phòng này nè. Nó sơ ý bị té, không có gì đâu. Alo, tôi nghe nè. Alo, Thanh hả? Gì vậy? Nó chết rồi. Gì? Ai chết? Nó. Alo, alo, Thanh ơi. Alo. Gì kỳ vậy? Gì vậy trời? Thanh à? Thanh. Cái gì vậy nội? Xỏ giùm nội kim coi. Mai giá gì giờ này, để lát hồi về con xỏ cho. Trời ơi, đợi mày biết chừng nào xỏ giùm nổi coi. Trời ơi, khổ nội ghê á. Trời, cây kim có chút xíu sao xỏ nội. Mắt gái như mắt bà già. Thưa nội. À. Ủa, đâu? Ngồi xuống đây mày xỏ giùm nội, tao có chuyện gấp lắm. Bà định đi đâu? Cái gì? Tao có chuyện gấp lắm mà, làm giùm bà đi. Bà đi chơi chứ đâu mà gấp. Đi chơi cái đầu mày. Bà Hương mới đang gặp chuyện kìa. Tránh ra. Bà Thanh.
đây đây nội. Đâu đâu, con sỏ cho. Đây đây đây. À. Đây, đây nè. Ừ. Nè, đâu. Dạ. Hồi nãy giờ tao nghe nó nói Hương, Hương, Hương. Có phải Hương nhà mình không? Nè, xong rồi nè nội. Ừ. À. Mà lát hồi á má con có về hỏi thì nội nói con đi công chuyện xíu nha. No. Ủa, cái nhà này kỳ vậy trời. Cái gì nó cũng làm gì cứ linh qua linh quýnh mà. Nó không cho tôi biết gì hết trơn hết trời à. Sao gọi không được vậy ta? Sao? Đại ca gì chưa? Chưa. Rồi, nãy giờ bà có gọi ông không? Có, tao gọi rồi. Nhưng mà chưa kịp nói gì hết, ông cúp máy rồi. Ông nói đang có công chuyện, ông nói lát nữa gọi lại. Nãy giờ tao gọi, ông không bắt máy gì hết đó. Đại ca mắc đưa ông anh Kết Nghĩa đi tìm người thân, cũng gấp lắm. Thôi, mình ráng chờ chút nha. Mà sốt ruột gì bà Hương quá à. Bà Hương bà bị sao? Ai biết đâu. Tự nhiên á, bà gọi tao rồi bà cúp máy ngang à. Bộ bà có chuyện hả? Ai biết. Gì, bà nói gì chết chết. Nó chết rồi, xong cúp máy à. Gì ghê vậy? Thôi thôi, để tôi đợi đại ca thôi. Còn bà kêu bạn gì của bà trở lại đẳng coi sao coi. Để tao gọi thử. Thu. 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 Ừ. Làm gì gọi em ra đây gấp vậy? Còn ông này là... Tôi là... Đây là anh Hai Trinh. Chuyện dài dòng lắm, cô ngồi xuống đi. Ngồi đi. Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Cô phải bình tĩnh nghe tôi nói. Anh làm gì thấy ghê vậy? Như bảo tên ai sắp chết vậy? Có phải sợi dây chuyền này là của cô không? Lại là sợi dây chuyền của bắp này hả? Chuyện gì đâu thấy ghê dữ vậy? Mà có phải của cô không? Ê, đừng có nói đây là bảo bối hoàng cung thất lạc nha. Trời ơi, vậy là tôi giàu to đúng không? Trời ơi, tôi đừng có giỡn nữa. Có phải cô Thu không? Phải. Nhưng mà không phải. Cô nghiêm chỉnh một chút được không? Chuyện này liên quan tới thân phận của một con người đó. Vì chuyện này tôi lụm được. Vậy là nó không phải của cô hả? Không. Vậy cô lượm nó ở đâu vậy? Không nhớ nữa. Hình như tôi lượm ở trong quán tôi á. Cô nhớ kỹ giùm cái đi. Trời, làm sao mà nhớ được. Sợi dây chuyền của bắp chứ đâu phải kim cương đâu mà bắt tôi nhớ. Với lại quán rất là đông, người đi ra đi vô quá trời luôn, sao nhớ được. Xong chưa? Hết rồi phải không? Mất thời gian quá. Biển người mênh mông, vậy biết tìm con bé Ba đâu bây giờ? Dù sao thì cũng có một chút hy vọng. Có người làm rớt, chứng tỏ người đó cũng quanh quẩn ở đâu đây thôi. Ca từ chiều giờ luôn á. Có chuyện gì vậy? Anh gọi cho con Thành không được? Bà đi trên đường, bà không nghe máy đó. Nhưng mà chuyện gì? Em cũng rõ. Nhưng mà bà Thanh mới nói chị Hương gọi cho bà, nói gì chết chết á, xong cướp máy luôn. Bà giờ liên lạc với chị Hương không được, cho nên bà lo lắm. Chắc là có chuyện rồi, để anh chạy qua đó coi thử. Vậy cho em đi với. Thôi, mày ở nhà với anh Hai Tranh đi.
Để ở nhà một mình đâu có được đâu. Chú có chuyện gấp á thì chú cứ đi đi, tôi ở nhà được mà. Để thằng đâu ở nhà với anh chứ, anh lạ nước là cái, biết sao được. Ừ. Vậy đại ca cứ đi đi, em ở nhà với chú Hai Chanh được mà. Ừ. Dạ. Em đi nhanh thôi. Ừ. Ê, lâu lắm rồi em với anh mới vi vu kiểu này ha, đã thiệt đó nha. Trời ơi, cú nguy chứ có phải đi bão đâu mà tí ta tí tợn. Mệt quá, bả đâu phải nít đâu mà lo dữ vậy. Không phải là tôi lo, nhưng mà hả, Du nghĩ đi, bả đang gọi điện thoại, tự nhiên tắt cái rụp à, nó chết chết gì nữa, ai mà không sợ. Ôi, nhiều khi bả nói Du muốn chết, xong rồi điện thoại hết pin, bả tắt máy, có gì đâu, Du có gì đâu mà lo, sẽ mệt. Hết pin, sao mấy tiếng đồng hồ bả không sạc được, đúng không? Thì bả đi làm, không có nhà, có gì đâu em, bình thường thôi. Thôi mệt quá à, chỉ có đàn ông mấy người, gặp chuyện gì cũng nói nhỏ thôi. Bà Hương mới đang có bầu tôi mới lo chứ bộ. Ôi, chị Hương có bầu tôi lo làm gì? Khi nào không có bầu tôi lo cho coi. Xàm quá. Ê ơi, đau. Trời ơi. Chạy nhanh lên. Xuống chạy nhanh. Thôi đi. Ôm vô. Nhanh lên. Ủa, sao dì dọn hàng sớm vậy? Trời, sớm gì nữa, giờ này còn có ai mua bán gì nữa đâu. Với lại về sớm để lo cơm nước cho ông già mày. Còn Thanh đâu? Chắc nó kẹt công chuyện gì rồi. Nó đi chơi chứ công chuyện gì. Tại vì á, dì dễ quá nó mới vậy. Ba mày còn không có nên thân, sao tao dạy nó? Phải kệ nó, thân nó lo. Ờ. À, tôi có hẹn khách ra đây lấy hàng, dì chờ chút xíu nữa rồi về nha. Cái gì? Cái gì vậy? Thì đồ thôi hả? Chừng nào tới? Cỡ nửa tiếng nữa. Nửa tiếng thôi nha, tao không có đợi lâu đâu á. Không lâu đâu, tôi đi trước rồi nha. Ê, chờ một chút. Cho tao gửi trả mày ít tiền. Hôm bữa mày cho tao mượn tiền chuộc xe đó. Buôn bán vậy mà cô bộ cũng ngon quá ha. Mới bán vậy mà gom được tiền triệu rồi hả? Đâu có, tiền của thằng Nâu nữa đó mà. Chứ mới bán đâu có gom được nhiêu. Kệ. Còn tiền cái xe này á, từ từ tao trả nghe. Ờ. Ê, còn cái vụ tao nhờ mày hỏi chuộc cái sổ đỏ đó, mày có hỏi không? Hỏi rồi, nhưng mà cô bộ hơi khó đó. Vậy hả? Tại dính dáng tới giang hồ nên tôi ngại. Nhưng mà còn đỡ hơn mất nhà mày ơi. Mày hỏi giùm tao đi, mày ráng giúp tao thôi nha. Được rồi, để từ từ tôi tính coi sao. Ừ. Tôi đi à. Ừ. Nhớ nghe. Ừ. Thôi. Nè, Cam Cam. Hương. Bà Hương ơi. Ủa, gì kỳ vậy? Sao không có nhà mà không khóa cửa vậy ta? Mở đèn lên coi. Ờ. Chị Hương ơi, chị Hương. Gì vậy trời? Sao? Hứ. Trời, cái gì ghê vậy? Ê, làm gì vậy, làm gì vậy? Đụng vô vậy rồi thay đổi rồi sao ta điều tra? Trời ơi, gì kỳ vậy ta? Ý. Ô. Trời ơi, sao tôi không gọi được cho bà vậy? Trời ơi, bà bị gì vậy ta? Ê, có khi nào xảy ra án mạng không? Khùng hả? Bắt gì án mạng? Thì ai biết, vô nhà thấy đồ đạc lum la, rồi giờ có máu nữa nè. Trời, rủ ba bị té là sao? À, alo, anh Tâm hả? Anh tới chưa? Rồi rồi, nhanh nhanh nha. Bà Hương ơi, đừng xảy ra chuyện gì nha. Cô Hương ơi,
Cô Hương. Ủa gì? Ủa, tôi tưởng cô Hương. Dì, dì có phải là dì Tư bán tạp hóa ngoài đầu đường không? Ờ đúng rồi. Cô là? Tôi là em của chị Hương thuê cái phòng này nè. À, tôi nhớ rồi. Hôm bữa hai chị em mới đi kiếm phòng, có ghé qua quán tôi uống nước đúng không? Dạ dạ. Hồi chiều giờ dì có thấy chị Hương đâu không? Không, hồi chiều á có tiếng la hét trong cái phòng cô Hương này nè. Tôi có ghé qua. Rồi có chú nào chú nói là cô Hương đang đi tắm. Chú nào? Đâu có biết đâu. Trời ơi, chuyện tế nhị mà, tôi đâu có dám hỏi. Rồi dì có thấy gì nữa không? Không, thấy người ta úp úp mở mở, cho nên tôi đâu có dám hỏi nữa. Chú đó nói là cô Hương bị té. Tôi nghĩ chắc là... Là cái gì? Thì nghĩ là hai người giỡn quá trớn rồi té xuống. Dì Tư ơi, bán nước nè. Chờ tôi chút đi. Thôi nha, tôi về nha cô chú. Dạ. Trời ơi, bừa bãi quá. Cảm ơn chị. Bà nói cái chú nào vậy ta? Này thơ quá. Thì kiểu như người yêu chị Hương vậy thôi. Không lẽ nào. Ê, đi đâu hả? Thì ra ngoài đường chờ anh Tâm. Thấy sốt ruột quá à. Chuyện sao rồi Thanh? Tụi em vẫn chưa tìm được nữa. Tụi em vô phòng thấy đồ đạc đổ bể tùm lum hết trơn á. Có vết máu nữa. Mà em chưa gọi được cho chị nữa. Em có hỏi người xung quanh không? Cái gì bán tạp hóa gì nói lúc chiều có thấy ai ghé vô đây nè? Có phải là thằng Mèo không? Chị nói là thấy người đó lấp ló, nói chị Hương đang tắm nên chị chạy đi luôn rồi. Chắc là thằng khốn đây rồi. Sao anh biết vậy? Trước giờ thằng Mèo nó vẫn đeo bám, nó muốn sập sở Hương à. Có nên nói cho anh biết là ông Lô cũng đang dòm ngó bà Hương không? Thanh. Dạ. Em nghĩ cái gì vậy? Dạ đâu có đâu. Giờ mình tính sao anh? Nếu mà có xô xát với chết máu như vậy á, mình nên tới bệnh viện hay là trung tâm y tế gần nhất đi. Tới đó mình tìm thử đi. Vậy em đi với anh nha. Thanh, cậu này là ai vậy? Dạ. Đây là Ngôn, bạn của em. Cậu có đi chung không? Thôi, bây giờ vẫn chưa tìm được chị Hương. Hay là có anh Tâm ở đây rồi, du về nghỉ đi, mai còn đi học nữa. Mà được không đó? Trời ơi, yên tâm đi. Được mà, có anh Tâm ở đây nữa làm chi. Thôi, cậu về đi. Dạ, chào anh. Có gì luôn. Biết rồi, về cẩn thận nha. Mình đi em. Dạ. Alo, chị Hương hả?